Anh em thân mến, gia đình Salesian thân mến, những người trẻ có thể lắng nghe thông điệp này và tất cả những bạn hữu đang chia sẻ đoàn sửu Don Bosco trên thế giới. Chúng ta đang khởi đầu tuần thánh và thật là một ngày đặc biệt. Không nghi ngờ gì, đây là một tuần thánh và phục sinh đặc biệt đối với chúng ta. Tại sao thế? Bởi vì có một lý do rất sâu xa để cảm tạ Chúa vì hồng ân thánh thiện lớn lao của chân phước Artemide Zati. Đức Thánh Cha đã ký xác nhận phép lạ được cho là do chân phước Artemide Zati, và điều này sẽ dẫn đến việc phong thánh cho Ngài. Vì vậy, đây là ngày của lòng biết ơn sâu sắc, và trước hết là đối với Thiên Chúa. Ngài và Thánh Thần của Ngài tiếp tục làm triển nở và duy trì sự thánh thiện trong hội thánh và trên thế giới. Đây cũng là lý do để cảm ơn Đức Thánh Cha vì cảm thức của Ngài hướng tới sự thánh thiện trong hội thánh, trong mọi thành phần và mọi đặc sủng. Và đó là lý do mang lại niềm vui lớn cho hội thánh và gia đình Salesian của chúng ta khi có được sự hiện diện, mẫu gương và hồng ân tuyệt đẹp này, đó là Artemide Zati, vị thánh Salesian đầu tiên do Don Bosco là người sáng lập. Domingo Savio là thành quả của khoa sư phạm hướng tới sự thánh thiện mà Don Bosco áp dụng cho các trẻ của Ngài. Các thánh tử đạo đã đạt đến sự tròn đầy trong cuộc sống được hiến dâng trong máu tử đạo. Còn người anh em của chúng ta, Artemide Zati, là một Salesian sư huynh và cũng là một di dân. Một số đặc điểm rất đặc biệt làm cho kiểu mẫu Artemide Zati trở nên rất độc đáo và sẽ là vị thánh Artemide Zati của chúng ta. Một hình tượng đẹp của một Salesian, người sống một đức tin sâu sắc, giản dị và sự hiến dâng phục vụ. Thêm vào đó là sự trải nghiệm và chia sẻ thập tự giá của Chúa chúng ta. Ngài đã học biết nỗi vất vả của công việc ở quê hương, trong gia đình mình, ở Burrito. Ngài đã kinh nghiệm về đời sống di cư khi mới 15 tuổi, một thiếu niên trên đường đến một vùng đất hứa hẹn một tương lai tốt đẹp hơn như Argentina. Ngài sống kinh nghiệm về căn bệnh lao mà Ngài đã bị nhiễm khi giúp đỡ một linh mục trẻ cũng bị bệnh lao. Ngài sống phó thác trong bệnh viện nhỏ và trải qua nỗi đau khi phải rời bệnh viện và chứng kiến bệnh viện bị phá hủy, nơi đã chứng kiến sự thánh thiện hàng ngày của Ngài. Ngài đã trải qua kinh nghiệm về bệnh tật một lần nữa với căn bệnh ung thư sẽ khiến Ngài qua đời. Đối với chúng ta ngày nay, hình ảnh đơn giản nhưng mạnh mẽ này là một kiểu mẫu của sự thánh thiện. Sự thánh thiện của Salesian tồn tại trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta sẽ có thời điểm khác để làm nổi bật hình ảnh của Zati nhiều hơn và tiếp cận Ngài như một hình mẫu cho giới trẻ, ngay cả khi gặp thử thách trong ơn gọi. Cha sẽ dừng lại ở đây, nhưng cha sẽ nhấn mạnh những điều sau. Trong năm đặc biệt này, năm mà vị thánh vĩ đại Francisco Sales lấp đầy sự hiện diện của Salesian trên thế giới và cả trong giáo hội.
Trong năm nay, năm mà hình ảnh Don Bosco đối thoại với Thánh Francisco Sales tiếp tục là một lời mời gọi cho chúng ta. Trong năm này, việc phong thánh cho Artemide Zatti nói với chúng ta về sự thánh thiện giản dị, sống trong tình yêu thương trao gửi trong cuộc sống hàng ngày cho Thiên Chúa và từ Thiên Chúa trao cho anh em của chúng ta. Ngài là một thực tế tươi đẹp đã phục vụ như một mẫu gương, một đời tận hiến và chuyển cầu mạnh mẽ. Cầu mong Ngài là một người chuyển cầu vĩ đại khi chúng ta phải đối mặt với rất nhiều thay đổi trong bối cảnh hiện tại mà đại dịch vẫn chưa biến mất, chiến tranh đang diễn ra ở rất nhiều nơi trên thế giới và gây ra nhiều nỗi đau khổ và chết chóc cho người dân Ukraine. Cầu mong sự chuyển cầu của Ngài cũng là một phước lành từ Thiên Chúa đối với thế giới đang phải đau khổ vì món quà tuyệt vời này của Thánh Thần cho giáo hội.